Chào mọi người, tôi là Cương Bích đến từ công ty Big Digi, chuyên cung cấp giải pháp về và công cụ về marketing và SEO 4.0 tự động. Trong video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái chủ đề đó là giải cứu data viral. Thì như mọi người đã biết thì hiện tại thì rất là nhiều người chạy cái viral bot, nhưng mà nó có một cái vấn đề là khi mà mọi người chạy viral bot á thì đây thì cái data mà nó thu về nó rất là lớn đó. Nó một chị học viên thì nó đến tận 30-40 triệu một tháng, mà trong khi thì cái chuỗi sản phẩm á thì chưa làm được mà vẫn phải trả tiền cho bot. Nên là sau khi hướng dẫn cho chị thì tôi có làm cái video này để chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì giải cứu như thế nào? Thì trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người nhắn tin từ fanpage mà không cần cài chatbot. Ví dụ tôi có 1.000 khách hàng đã nhắn tin với Trang đi. Bây giờ tôi muốn gửi lại. Đúng không? Thì hoàn toàn có thể được và không cần chatbot. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có một điều là mọi người cũng đừng nghĩ là có thể dùng cách này nó tốt hơn chatbot mà không phải là tiền. Chatbot thì nó có cái lợi là nó phân loại được khách hàng và nó chạy tự động, còn cái này là chúng ta phải gửi từng đợt, không có tự động được mà cũng không có phân loại khách hàng được. Nó chỉ là giải pháp tình thế thôi. Thì để làm được điều đó thì mọi người cần như sau. Thứ nhất là mọi người cần phải một cái nick phụ và nó không cài đặt bảo mật hai lớp. Cái này là mình khuyên thêm mọi người thôi, nick phụ là như thế nào. Ví dụ cái nick chẳng hạn, nick đây chẳng hạn của mình nó là một cái nick phụ. Còn cái nick chính thì Hồ Ngọc Cương thì bên này chắc mọi người biết rồi đúng không? Đấy. Rồi. Thì khi mà chúng ta dùng cái nick phụ này này thì muốn sử dụng phần mềm nó đỡ lỗi á thì mọi người hãy vào cài đặt và mọi người tắt dùng cái bảo mật hai lớp. Đây là mình đang tắt rồi. Còn mọi người chưa tắt thì tắt. Tắt sau khi mà đăng nhập vào phần mềm rồi thì mọi người có thể bật lại nếu như mọi người dùng nick chính. Ở đây là mình dùng nick phụ bởi vì là mình muốn là nó cái nick chính nó ok thôi, bởi vì là cái nick của mình thì cài chatbot và nếu mà nó có vấn đề gì nó đổi path là lại phải đi cấp quyền lại. Nên là mình khuyên mọi người là dùng cái nick phụ. Thì ở cái nick phụ á thì bắt buộc là mọi người phải chia quyền cái fanpage cho cái nick phụ đấy. Chia như thế nào? Ở đây. Thì ví dụ chẳng hạn chúng ta có một cái trang đi. Đúng không? Thì chúng ta hãy chia quyền. Chia quyền là như thế nào? Chúng ta có thể chia cái quyền là chỉ cần đơn giản là quyền biên tập viên thôi. Ví dụ mình có cái trang này chẳng hạn. Đấy. Chúng ta vào cài đặt này. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả những người mới luôn cho nó dễ nhá. Đấy. Chúng ta thêm người và chúng ta chỉ cần quyền biên tập viên thôi là đủ rồi. Đủ quyền rồi đấy. Chúng ta lấy được inbox ra rồi. Rồi. Thì làm như thế nào tiếp nữa? Sau khi mà chúng ta chia quyền rồi á thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm. Rồi. Thì ở đây thì phần mềm này thì nó sẽ lại chạy ở trên cái Windows. Đây là cái máy Windows của tôi thì nó đang ở văn phòng thì nó cứ chạy 24/24. Hoặc là mọi người có thể mua cái máy ảo được ở trên mạng sau đó cài lên. Và cái phần mềm mà tôi sử dụng đó là phần mềm F Plus. Đây. Thì cái phần mềm này thì mọi người có thể liên hệ F Plus để mua. Mình không có bán, cũng không có gì phần mềm này. Mình thấy là nó tiện thì mình dùng thôi. Thì giao diện nó dễ dùng. Còn một số phần mềm thì hiện tại giao diện nó mình thấy nó không dễ dùng nên mình không muốn dùng thôi. Còn dùng phần mềm thì mọi người biết rồi. Nếu mà chúng ta tham lam thì nó dễ bị khóa lắm. Rồi, thì chúng ta sẽ nhập vào đây thôi. Đó. Và lưu ý nhá, là mọi người tắt bảo mật hai lớp nhá, nếu không ở đây đăng nhập nó sẽ bị lỗi. Đó, rồi, thì như vậy chúng ta đã đăng nhập xong. Hồ Cương. Rồi, sau khi đăng nhập xong thì chúng ta sẽ làm như thế nào?
chúng ta sẽ vào phần gửi tin nhắn này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ vào phần này, gửi tin nhắn bằng fanpage này. Đấy. Và chúng ta sẽ tìm inbox, UAD đã inbox. Thôi, thằng này chạy lâu quá. Lâu mình tìm cái thằng nó ít ít hơn đi. Này nick chính. Rồi, mình tìm UAD ở inbox nhé. Đấy. Và thằng này nó có một cái hay nữa là chúng ta có thể chạy theo cái thẻ khách hàng. Ví dụ mọi người thấy ở cái bên fanpage của mình á. Đây này, đấy, nó có những cái thẻ này. Đấy, danh sách chờ phù hợp, chờ ý kiến anh Cương này. Đấy, ví dụ như khách hàng tiềm năng chatbot chẳng hạn, để xem có bao nhiêu người. Đấy, chỉ có một người này thôi. Ví dụ vậy. Đấy, ví dụ như là đã gọi điện thử xem nào. À rồi, ok. Thì như vậy là chúng ta vẫn phân loại được khách hàng bằng cái thằng này luôn nhá. Đấy, rất là tiện phải không nào. Đấy, rất là tiện. Đấy. Không, chúng ta xóa đi, chúng ta tìm tìm tất cả luôn. Ôi chết rồi, lại loát cái ông Cường này lên, thảo nào mà nó chậm vậy. Rồi, ok. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ kích, ví dụ mình muốn gửi thử cho ông Hùng Cương đi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ soạn này. Mọi người thấy soạn nội dung không? Đấy. Đấy. Và chúng ta muốn để cho nó kiểu như là nó nhảy ra vô nhiều á. Thì mình có thể soạn này, đóng ngoặc này, kép cách như trên này. Thì lập tức là nó sẽ chọn. Cái này hỗ trợ spin, tức là nó sẽ chọn một trong những cái tin này. Đấy. Thì để nó gửi đi. Và chúng ta có thể chọn ảnh này. Rồi, chọn cái ảnh này đi. Rồi. Và chúng ta cũng có thể là chọn bắt đầu gửi từ số nào. Ví dụ chúng ta nhiều thế này. Ví dụ bây giờ mình gửi từ 1 đến 500 trước đi. Đó. Sau đó sau khi 500 này mình gửi từ 500 trở đi. Ví dụ mình chọn tất cả chẳng hạn. Và tổng số tin muốn gửi này. Thì mọi người nên chia nhỏ ra và gửi nhé. Lần khoảng 1000 thôi. 10.000 này gửi 10 lần như mấy. Bởi vì nếu mà chúng ta mình làm chatbot cùng một thời gian rồi thì mình thấy đôi khi chatbot thì nó có cái là gửi một cái đồng loạt, lỗi đồng loạt á. Thằng này thì nó chậm hơn chút nhưng mà chúng ta cũng có lỗi, chúng ta muốn dừng lại không được. Hoặc là phần mềm nó mất điện thì nó bị lỗi chẳng hạn, và chúng ta không biết phải chạy đến đâu rồi. Vậy nên là mọi người nên chia nhỏ ra để gửi. Và thằng này nó cũng sẽ inbox với những cái từ khóa được. Đấy, nên là trong quá trình viral chúng ta có thể cài những cái từ khóa. Rồi, bây giờ mình sẽ gửi thử cho mình thử nhá. Bắt đầu. Cái này thì mình hay cắm máy buổi đêm. Để mọi người thấy nó báo đã gửi rồi này. Cứ cắm cho chạy. Như mọi người cái con này là cái con đang, mọi người thấy màn hình như này là một cái con Windows. Và mình cứ cắm ngày đêm. Cắm chạy tẹt ra. Đấy, chào Hồ Ngọc Cương. Đấy. Big Digi, thương hiệu của bên mình. Chuyên làm về marketing and sales tự động. Mọi người có muốn làm viral bot hay là những cái tính năng cho bot hay kịch bản cho bot thì có thể tham khảo website bên mình. Đấy. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người nhắn tin từ fanpage mà không cần chatbot. Rất là tiện phải không nào? Và trong thời gian mà chờ đợi cái chuỗi sản phẩm mới thì chúng ta có thể ngắt, tạm thời ngắt bot ra, không trả tiền. Thế nào ok thì chúng ta đấy. Chúng ta sẽ xử lý. Chúc mọi người thành công nhé. Và hãy nhớ tham gia cộng đồng chatbot marketing nhé. Mọi người lên hãy tìm cộng đồng chatbot marketing. Chúc mọi người thành công.